Thưa quý vị các bạn, chúng tôi đang ở tại cái hiện trường nơi mà cách đây một tháng thì Bộ Công an đã triệt phá cái đường dây được cho là sản xuất ma túy có liên quan đến người Trung Quốc. Thì tại đây cái người chủ họ cho biết rằng là nhóm Trung Quốc này họ sang họ làm việc với người chủ về cái việc là hợp tác làm ăn về các cái gỗ và những cái kỹ nghệ. Tuy nhiên thì khi khám phá ra thì người chủ mới bỡ ngỡ rằng đây là một cơ sở mà công an họ tuyên bố là có cái sản xuất liên quan đến cái ma túy tổng hợp. Tại hiện trường thì phóng viên cho vẫn còn sót lại những cái dụng cụ được hóa chất để tổng hợp thành cái ma túy tổng hợp mà hiện đã bị công an triệt phá. Liên quan đến vụ triệt phá xưởng sản xuất ma túy khủng của người Trung Quốc tại Kon Tum, nguồn tin của cơ quan công an cho biết nhóm 7 đối tượng trong vụ án sản xuất ma túy đã thông qua người Việt đến tại công an Kon Tum đăng ký lưu trú dưới hình thức đi du lịch. Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hà cũng cho biết dự án phân bón hữu cơ vi sinh NPK và gỗ ép gỗ núp bóng để sản xuất ma túy tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên cũng không đăng ký hoạt động tại phòng kinh tế hạ tầng huyện. Trước đó, cuối tháng 5 năm 2019, nhóm người Trung Quốc đã cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam lấy danh nghĩa một tập đoàn kinh tế tại Trung Quốc tiến hành hợp tác với công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên trụ sở tại trái phép tiền chất ma túy.